Rồi chào anh em nhé. Nay chắc là mai mốt là giao hai con. Cái này là máy nhỏ mình hay đăng cho anh em xem đó. Này đã xong, chỉ cần ráp hoặc đạn làm các cái thôi. Máy lọt lòng mét 2 nè. Anh em có nhu cầu thì alo cho mình nhé. Máy nhỏ là thằng nhỏ nhá. Máy này là của nó là vuông 18. Mình gọi là 18, làm được cây 18 lọt lòng mét 2 nhá. Máy này là làm nhỏ một motor hai ngựa tua nhanh. Dây vãng B, vãng A. Đấy. Cái máy giải vọng chưa làm. Cái máy lên giải vọng ở đây rồi. Cái máy tiệm giải vọng ra ngoài Bình Thuận. Chắc làm sườn này nè. Nó đây nè. Đấy, cái này là hai con giống nhau. Nó làm 30 đổ về nhưng mà nó làm cây giá vọng. Dài lọt lòng mét 95 á. Chưa lên. Ở miền Tây á, Kiên Giang hay là Cà Mau gì đó. Hai dao, một con 14, con 12. Tại nó làm vừa to vừa nhỏ đó, mình cứ làm 14, 12. Mình khi cây nó lớn nó làm 14, sổ nó nhanh. Nhanh. Thì đang luôn hết. Một con 14, con 14 phải rồi. Sao? 14 phải rồi. Này 14 là dao sổ. Còn dao gọt là bên phải. Còn 12 rồi. Một con 14, con 12. 14 bên đây. 12 đây. 12 là thuận. 12 là cái phải. Đấy, chuẩn bị anh em có thích một dao thì alo cho mình luôn nhé. Một dao thì nó kết cấu thấy nó cũng rườm rà, thằng hai dao này hàng ha. Cái bát này thì dài, tính ra con một dao thì nó còn rườm rà, cái sườn kia nhìn nó gọn không to cây. Sườn này hàn nối rồi canh rồi nó có đấy, thêm cái này nữa ha. Nhưng mà cái thằng một dao này thì nó rẻ tiền hơn, nó rẻ hơn khoảng 1 triệu 2 triệu. Nhưng mà một dao làm sản phẩm ra chậm. Bao nhiêu thằng cũng có máy này đòi lên hai dao này chứ. Nó nói luôn, nó chính là người mua máy, người ta nói là mua lại. Người ta đem về, nó ở đâu quên mẹ rồi, nó mua hai cái máy như vậy. Mua đâu 9 triệu. Về có một dao như vậy thôi, cho bây giờ em muốn lên hai dao thì mình cũng báo giá, giờ mình bỏ cái bàn này đi, mình hàn cái thánh lên đưa vô. Nhưng mà cái sườn này không chịu nổi. Cái thánh nó rồi, cái sườn nó yếu. Thì nó cũng tâm vàng như vậy, nhưng hình như tâm nó cao hơn này, cái này hai mấy. Ừ, cái tâm này cao hơn. Nhưng mà tại vì cái bàn dao này nó lớn. Nhưng mà làm được biết sao, chỉ phải làm đôi nhỏ thôi, đồ to thì mẹ. Mình muốn hạ thấp xuống nó dễ. Cái này nó còn dư cả phân nữa này. Canh làm sao mà đấy, nó còn khoảng 5 ly thôi. Không, mình cắt này đi. Anh hẹ đi. Nhưng mà mình đến cái trường heo có nhiều khách, người ta đặt người ta khoái cái độ to. Tuy là mua máy nhỏ nhưng mà làm được 22 nó lại khoái. Hẹ thoát xuống. Máy cắt ăn đường, cắt ngang đi, tập phân hẹ xuống đây là này thoát. Này nó sẽ thoát xuống. Đây này, như cái này này mình có thể xuống thêm 5 ly nữa là nó xuống thẳng hơn phân. Nhưng mà phải cho lên cao ấy, cái máy nào vậy ấy? Nó đâu có vặn đâu. Nó vặn là nhìn cái chất bơm ra mới dặn cái này. Biết rồi, không vặn được. Tại vì khi mà trụ nó đánh là đánh trực tiếp vào đây chứ nó không đánh vào đây. Đấy, như cái này để em được. Cái này mình có đừng có sâu quá. Còn tầm 3 ly thôi. Không cần. Tại cái này là cái bàn dao nó đã chết rồi, nó đâu có độ đàn hồi đâu mà.
Hồi nào cái máy bên kia mình chết đấy, bị lùa đây. Đấy, như cái máy kia là cái rọc nó hơi sâu rồi chưa? Lúc nào phải cho lên một phân đấy, phân mấy ấy. Không, thì sau cái anh Khánh xuống còn 5 ly, miễn sau nó vừa thôi. Không cấn, em bảo đảm không cấn. Em nó là sắt chứ không phải là cao su đâu, sao nó cấn. Không phải, sợ nó nặng, nó không nặng, nó nặng là cái tâm thôi chứ đâu phải là nó. Cái bàn dao nó đâu có chịu lực cái gì đâu. Khi mình tiện thì nó mới quắn vào cái mũi mình thôi. Mà nó quắn vào mũi thì nó ăn mẹ cây, làm sao nó đánh được. Vô là nó mất, vô là nó ăn gọt rồi. Chứ mình đâu có lấy cây sắt mình đè xuống đâu mà. Không, không, cao xuống là thất bại. Tại vì mình là, tại vì sản xuất thì mình không thực tế thì mình cũng không biết thợ, nhưng em đứng ra em làm luôn, em cảm nhận được cái này nó được, cái này nó được. Anh biết không, không, nó như vậy là được rồi, nó không có ảnh hưởng gì đâu. Tại mình hè như kia nó dằn, anh biết nó dằn luôn cả cái này, làm sao nó cong được nữa. Thà cái miếng nó không, mình nói nó dằn cả hai thứ, anh thấy hai cái cây sắt trên kia thì làm sao nó cong được. Anh dựng đứng nó lên thì sao cái bàn nó cong được, anh không nhận không? Anh để nằm ngang thì nó cong, nhưng anh dịch đứng như vậy thì anh cho 8 thằng leo lên không biết nó có cong dưới đây nữa chưa. Không, nó liên kết hai con đốc, nó vặn nó bát vô kia luôn, không bao giờ nó cong. Hạ xuống. Đấy. Rồi, chào mọi người nhá. Anh em có nhu cầu thì alo cho mình nhá.